Thực ra đối với góp, đối với truyền hình ấy, thì tôi đã làm việc cách đây cũng từ gần 20 năm rồi. HTV năm nay là năm đầu tiên mà khởi tạo ra giải góp cùng với công ty góp của chúng tôi. Tổ chức HTV Xuyên Quốc là một trong những cái giải góp có thể nói là lần đầu tiên được tổ chức tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Và tôi tin rằng đây là một trong những giải góp lớn nhất trong năm ở khu vực phía Nam. Cũng như là kỳ vọng sẽ là một trong những cái giải góp hàng đầu ở cả nước về công tác là ứng dụng công tác truyền hình cũng như là công tác tổ chức. Và cái giải góp lần này của HTV Xuyên Quốc thì nó mang tính chất là một cái giải dành cho các đồng đội tham gia, có nghĩa là các đội tuyển trực thuộc các câu lạc bộ sẽ tham gia thi đấu ở hai cái thể thức thi đấu Forbun và Single Mat ở 2 ngày. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong 2 ngày thi đấu như vậy là sẽ đem đến những cái game thú vị dành cho những người xem truyền hình. Đây là một trong các giải là tôi nghĩ là rất là lớn, và cái giải này chắc chắn là được sự thu hút rất nhiều tất cả các câu lạc bộ và tất cả các golfer để tham dự cho cái giải này. Về công tác tổ chức thì về sân thì chắc chắn là phải nỗ lực cố gắng để làm sao tổ chức về chất lượng, về sân bãi, dịch vụ để đem lại cho cái giải này nó thực sự là nó mang một tính chất là giải đạt được một kết quả cao nhất. Cái kỳ vọng đầu tiên là chúng ta phải làm sao được truyền hình trực tiếp 18 hố. Bởi vì sân góp rất là lớn, vài chục tới 100 hecta, thì đó là một cái format mới về truyền hình. Nếu như HTV làm được thì đây là đài truyền hình đầu tiên trên cả nước làm được một cái sự kiện trực tiếp 18 hố của golf. Giống như HTV, chúng ta cũng là đơn vị đầu tiên và cũng là duy nhất trực tiếp được tất cả các chặng đua đường trường của xe đạp có truyền hình, thì đó là cái mong muốn lớn nhất. Cái thứ hai nữa thì đây là năm đầu tiên chúng tôi sẽ hướng đến đối tượng là doanh nghiệp, doanh nhân, bởi vì đây là cái lượng chơi sẵn có đông đảo rồi. Những tương lai thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao từng bước một đưa vào trường học và đóng góp vào thành tích chung đội tuyển quốc gia. Qua sân chơi này sẽ lan tỏa tình yêu đối với các bạn trẻ. Còn năm đầu tiên chúng ta sẽ đánh phong trào, bởi vì đó là cái đối tượng sẵn có. Nhưng từng bước một chúng ta sẽ biến bộ môn này trở nên gần gũi hơn và quốc tế hóa cái giải đấu này trong nhiều năm tới nữa.